Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang phối ghép một bộ gồm Amply Kenwood KR77 đánh dòng này xuất âm tụ, quý vị đánh 4 sò nét xuất âm tụ, ruột gan cực kỳ đẹp quý vị, như mới ha. Và em đang ghép với đôi Coran BX 1002, đôi này cũng đẹp xuất sắc. Tất cả những cái lưới này quý vị che lo nè ha, quý vị bảo vệ loa con này bụi còn nguyên hết luôn nha, còn nguyên hết luôn. Có một số đôi này về nó bị mục bị mất nhưng mà nó còn, cái đôi này nó còn rất là mới. Đấy, thì tình trạng này em có quay một cái clip rồi. Con này còn đầy đủ lưới hết ha. Đây, lưới của nó gồm hai mặt, một mặt sau bố và một mặt mặt võng phía trước bằng gỗ như thế này. Dòng này thì quý vị nghe nhạc vàng bolero cối chài tuyệt vời. Ha, ghép với con Amply này. Đô la này thì quý vị ghép với những dòng Amply cổ là silver xuất âm tụ hay là những dòng silver đánh là rất là tuyệt vời. Còn con Amply này thì quý vị có thể ghép với rất nhiều những dòng loa quý vị. Những dòng loa cổ, dòng loa mắc cáo, ví dụ như dòng xanh xui, dòng Bioneer 7788 đó cũng rất hay luôn. Dòng Coran như thế này hay là những dòng Kenwood như đôi KR77 của em quý vị đánh cũng rất là tuyệt vời luôn. Con này đánh rất là tuyệt vời luôn ha. Nó trùng số luôn quý vị. KR77 đánh với KR777 ha, đánh rất là hay. Và với mức cái giá cũng rất là dễ chịu quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Tiếng nó vô cùng ngọt. Nhớ anh nhìn bóng.